Tại sao tôi tự tin nói yêu phụ nữ? Bởi vì tôi biết rằng tôi cũng không khác tất cả những người đàn ông còn lại. Tôi giống tất cả những người đàn ông bình thường còn lại là rất yêu phụ nữ thật thực sự. Tôi nghĩ rằng tất cả những người đàn ông làm bất cứ việc gì, phấn đấu cho bất cứ sự nghiệp gì, cuối cùng rốt cuộc vẫn chỉ để làm đẹp lòng phụ nữ thôi, chứ không phải mục đích gì khác cả. Tôi thực ra, thực chất ý, cũng không phải ham học lắm đâu. Nhưng tại sao tôi bây giờ tôi nhớ lại tại sao hồi bé là tôi học rất khá, mà tôi cố gắng học khá. Có ba động cơ. Thứ nhất mình phải có học thật khá vào thì mấy cô bạn xinh đẹp cùng lớp nó mới để ý đến mình. Thì mình có cái gì đâu, con rất thì mình muốn nó để ý, mình muốn rất muốn cho nó để ý mình, thì mình phải học giỏi hơn đứa khác. Thứ hai là học khá ấy, thì cô giáo cũng, mà trong đó tôi vẫn nhớ là có một số cô giáo mà hồi tôi bé 7-8 tuổi nhưng mà nhìn cái cô mê lắm, mê như kiểu thần tượng ấy, thì muốn cô để bố về xoa, mình phải học giỏi. Thứ ba đặc biệt là mỗi khi mình có điểm lớn ấy, điểm cấy thì về nhà khoe mẹ. Mẹ tôi là công nhân mà rất khổ. Mình muốn cho mẹ mình vui, mà vui thì có cách gì hơn đâu, mình trẻ con. Mẹ thấy học giỏi là mẹ lại thường cho ăn kem, hồi ăn thêm được cái kem, que kem là lớn lắm. Bởi vì tôi nhớ mẹ tôi đi làm công nhân mới là 40 đồng một tháng, bố thì ở chiến trường. Thực sự tôi trông rất hồn nhiên, và chính vì thế tôi đang bây giờ nhớ lại là tôi thực ra là cũng giật thót tim nhiều tình huống tưởng chết 100% rồi. Nếu mà mình có âm mưu, tôi can dự nhiều trong công việc của tôi hồn nhiên mà tôi cứ đi không có nghĩ ngợi, không có nhìn trước có sau đâu, mình cứ thấy đi là đi thôi. Và đấy cái duyên là thế, cái duyên là tất cả rất nhiều người tốt, cả đàn ông lẫn đàn bà, cả con trai lẫn phụ nữ, rất nhiều người tốt họ nương tôi. Giả sử cái việc ấy, cái người em xuất hiện gần là người khác thì chắc chết. Nhưng vì là ấy là Hồng Thanh Quang, thế tự nhiên họ thấy bà không có chuyện gì đâu. Vì mà thực sự cũng không có chuyện gì, tôi có âm mưu gì đâu. Thì tôi được tha thứ rất nhiều. Và đấy là cái điều mà tôi rất biết ơn cuộc đời này, là vận may đã giúp cho tôi được như thế. Và tôi được toàn vẹn đến hôm nay là bởi vì là đúng là cái duyên như kiểu chị vừa nói với rồi ấy. Đúng là không có duyên cái tốt đẹp, không có duyên với những người tử tế thì chắc chắn tôi sẽ không có ngày hôm nay, mà chưa chắc tôi đã có an toàn và toàn vẹn như ngồi trước mặt chị ngày hôm nay. Cầm một câu danh ngôn là mình dân, nếu hôm nay bạn bị cắm sừng thì không có nghĩa ngày hôm qua bạn không được yêu một cách chân thành nhất. Nếu hôm nay mà chúng ta phải ly dị nhau thì không có nghĩa là giữa chúng ta không có tình yêu, chúng ta đã có tình yêu thậm chí rất lớn, rất chân thành, rất lớn, rất vĩ đại. Nhưng mà hôm nay tình yêu nó hết thì chúng ta chia tay nhau, thì cái việc chia tay này nó không làm phá giá những các đoạn đời chúng ta sống cùng với nhau. Nhưng một số người tôi nghĩ rất tiếc cho những người ấy, hôm nay cãi nhau xong bảo tôi đã nhầm, làm sao mà nhầm được, không nhầm, khi đến với nhau là không nhầm, chúng ta phải yêu nhau thật đúng không. Nhưng mà bây giờ hết duyên và điều kiện thay đổi thì chưa tay nhau thì không vì cái kết cục không như ý ấy mà chúng ta phỉ báng quá khứ. Mà nếu hiểu được những nghề làm má tôi cũng không có gì về nó thật quá lớn, là vì kể cả khi phát hiện thì cái này là không đúng thì mình lại sửa. Nhưng cái hôm qua mình thấy nó đúng thì mình làm, chứ không phải là hôm qua là mình cố tình làm sai. Chỉ có những người là hôm qua cố tình làm sai ấy. Cũng chỉ có những người mà đến với nhau là không phải vì yêu mà vì cái động cơ khác thì mới phỉ báng quá khứ khi chia tay. Còn chúng ta yêu nhau, chúng ta đến với nhau hết tình yêu thì làm nào được, thì nó rất đáng tiếc đúng không. Mà thực ra cái tình yêu lớn là gì, tình yêu lớn giữa con người với nhau ấy là khi chúng ta chia tay nhau rồi vẫn tử tế được với nhau. Như những người thì mới là thì chứ không phải không chia tay nhau, còn mỗi cái chén này mà nó lại chia đôi, lại tranh nhau cái thứ mà lại phỉ báng nhau, nói xấu nhau thì đấy không phải tình yêu lớn. Còn thực sự chúng ta đến nhau thực sự tình yêu thì mà chuyện đôi khi chia tay để giữ cảm xúc tốt đẹp đã có thì phải chia tay nhau thì cũng làm được cái tốt chứ sao, cái gì cứ phải bấu víu bám nhau bíu díu nhau lại để cho nó nảy sinh những cảm xúc tiêu cực. Nên sự chia tay kẻ sự lấy gì đấy thì phải, tôi nghĩ như thế thì chúng ta sẽ ứng xử được một cách tối ưu, tốt nhất được không biết tối ưu với tất cả những tình huống. Cuộc nhân đầu tiên tôi nhất là hai vợ chồng biết là nuôi, có nhiều lý do khách quan và nhiều lý do kể cả chủ quan nữa, là thôi không nên sống với nhau, xác định đèo nhau đến một chỗ chị làm tòa án và nhờ chị ấy xấu hổ không dám ra tòa vì chứ không nói lý do nó muốn cười bảo không hợp nhau gì và thôi vì thực ra là lý do là hết duyên, mà mọi người rất thông cảm với chuyện đấy vì đều là nghề sĩ họ đấy. Xong đó là
một tháng sau chị Nhàn ấy, chị bảo tôi đến đây lấy cái quyết định, vì chị rất thông cảm và không bắt mình phải đi làm những cái thứ như người bình thường khác. Lấy xong một năm sau đi vào đường, chị Nhàn nhìn hai đứa vẫn rít đèo nhau ấy. Thì lạ không phải, nhưng đấy là tình cảm của những người rất là như bằng hữu. Sau đó thì mới có một giai đoạn một năm lập đệ, nhưng mà khi bắt đầu tách khỏi nhau ở thì thực sự là nó trông chánh khủng khiếp. Mặc dù xác định tư tưởng nhưng mà đấy là chia tay là nó đau đớn lắm, nhưng mà đau đớn nhưng mà mình xác định được mà không oán giận nhau. Và thứ hai là có làm được gì tốt nhau vẫn tiếp tục làm, bởi vì người dưng nước lã mình còn, đúng không, mình còn đối xử tử tế được. Thứ hai, những người đã từng sống cùng với mình, những người từng gắn bó với mình trong những mối quan hệ như thế, tôi nghĩ là chuyện đó cũng bình thường, phải xác định được. Tất nhiên là không tránh khỏi đau đớn, không tránh khỏi những phút khoảnh khắc bi phận,